Tôi tên Trần Tiểu Vi, năm nay tôi 18 tuổi, đến từ Quảng Nam. Câu hỏi của em là hãy tưởng tượng bay bổng một chút, bạn bỗng nhiên vượt thời gian và có mặt ở xã hội loài người 100 năm sau. Trước khi trở về với thực tại, bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thì tương lai ấy? Nếu như em có cơ hội được nói với lại các thế hệ mai sau, thì em sẽ nói rằng các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình và hãy trau dồi kiến thức để có thể thành công. Và chính những sự thành công ấy thì các bạn sẽ có thể giúp được những người xung quanh và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Em xin hết rồi. Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã thuộc về thí sinh Trần Tiểu Vi, mang số báo danh 13.